Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều đang đẩy mạnh các cuộc vận động ở thời điểm nước rút để thu hút sự ủng hộ của càng nhiều cử tri càng tốt. Nhóm cử tri được chú trọng hơn cả là những người nổi tiếng bởi họ có thể tác động đến tâm lý một số lượng lớn công chúng Mỹ khi bỏ phiếu. Chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử, Ứng cử viên Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris liên tục xuất hiện cùng các ngôi sao hạng A, những nhân vật nổi tiếng trong chiến dịch vận động tại các bang chiến địa cạnh tranh khốc liệt như Arizona và Nevada. Tại Madison, Wisconsin, hơn 13.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc vận động của bà Harris, có Mumford Sons, Gracie Abrams và National tham gia biểu diễn. Trong một sự kiện tại Phoenix, Arizona, ngày 31 tháng 10, bà Harris Xuất hiện cùng Lost Tigres Denot, ban nhạc nổi tiếng với các bài hát mô tả hoàn cảnh khốn khổ của những người nhập cư không có giấy tờ. Theo lịch trình tiếp theo, bà Harris dừng chân tại Reno, Nevada trước khi xuất hiện tại Las Vegas cùng với ban nhạc Mexico Nana và ngôi sao nhạc pop Jennifer Lopez. Chiến dịch của bà Harris đã sắp xếp lịch trình cho bà với những nhân vật nổi tiếng có lượng lớn người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhằm tìm cách thú thêm cử tri đi bỏ phiếu. Khi được bỏ phiếu trực tiếp sớm sẽ kết thúc ở một số tiểu bang, bao gồm bang Nevada và bang Arizona trong ngày 1 tháng 11. Mặc dù chiến lược vận động cùng các ngôi sao của bà Harris thu hút sự chú ý trong những tháng gần đây, nhưng các sự kiện của bà ngay từ đầu đã cho thấy sự khác biệt với Tổng thống Joe Biden. Các sự kiện của ông Biden trước khi tuyên bố dừng tranh cử vào tháng 7 thường mang tính truyền thống, trong khi các sự kiện của bà Harris thường sôi động và trẻ trung hơn. Các nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong mỗi cuộc vận động tranh cử được lên kế hoạch để nhắm đến từng đối tượng cụ thể như phụ nữ trẻ, nam giới lớn tuổi, cử tri da màu hay các cử tri gốc Latin. Cuộc vận động của bà Harris vào tối ngày 1 tháng 11 theo giờ Mỹ tại Milwaukee, Wisconsin có sự góp mặt của Glorilla, Fromili, MC Light, Isley Brothers và DJ Gemini Gilly. Ca sĩ nhạc rap kiêm nhạc sĩ Cardi B cũng phát biểu tại sự kiện này. Chiến dịch Harris cho biết các hoạt động biểu diễn nổi bật trong các cuộc vận động của Phó tổng thống, được thiết kế để tạo bầu không khí lạc quan và hòa đồng. Không khí của các cuộc meeting kiểu hòa nhạc trái ngược với thông điệp đôi khi u ám của bà Harris về mối đe dọa Donald Trump. Các quan chức phụ trách chiến dịch cũng cho rằng, những người nổi tiếng có phạm vi tiếp cận đáng kể trên các nền tảng truyền thông xã hội là cách hiệu quả nhất để tiếp cận các khu vực bầu cử quan trọng, bao gồm cử tri nữ và giới trẻ, đặc biệt là trong những ngày cuối cùng của một chiến dịch cực kỳ căng thẳng. Tại Phoenix, các thành viên của Los Tigres denot phát biểu bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhắc nhở những người tham dự rằng họ chỉ còn ít thời gian để bỏ phiếu sớm, đồng thời kêu gọi họ vận động bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của mình đi bỏ phiếu. Bà Harris cũng đưa ra thông điệp tương tự và kêu gọi mọi người hãy lật sang trang mới sau một thập kỷ ông Donald Trump cố gắng khiến chúng ta chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau. Trong những tuần gần đây, bà Harris đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ cử tri gốc Latin tại bang Arizona và Nevada, hai tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử mặc dù mức độ ủng hộ của khối cử tri gốc Tây Ban Nha hiện tại của bà thấp hơn so với ông Biden năm 2020, nhưng bà vẫn duy trì ưu thế nhẹ trong các nhóm cử tri nữ và trẻ tuổi. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris nhận được 56% ủng hộ từ cử tri gốc Tây Ban Nha ở bang Arizona so với 38% của ông Donald Trump và 48% ủng hộ bà tại bang Nevada, trong khi ông Trump chỉ có 47%. Sự xuất hiện chung của nhóm nhạc Mana và ngôi sao nhạc pop Jennifer Lopez trong cuộc vận động của bà Harris tại Las Vegas cũng nhằm mục đích thu hút cộng đồng người gốc Tây Ban Nha, chiếm 20% số cử tri ở Nevada và khuyến khích cử tri gốc tình đi bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 11, ngày cuối cùng của đợt bỏ phiếu sớm trực tiếp. Trong bối cảnh ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris bước vào những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, châu Âu đang lo lắng đến nín thở về tác động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với xung đột Nga-Ukraine khi nói đến Ukraine và an ninh châu Âu. Nhiều quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại về chiến thắng của ông Trump do họ đã chứng kiến mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đầy biến động trong nhiệm kỳ trước của ông. Những lời chỉ trích mạnh mẽ của ông Trump với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và quan điểm không rõ ràng của ông về cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, đối với nhiều người Ukraine, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới có vẻ sẽ không đóng vai trò then chốt như nhiều người vẫn nghĩ. Ngay cả với các khoản viện trợ quân sự và tài chính lớn chưa từng có mà Đảng Dân Chủ cung cấp Ukraine ngày càng tổn thất nhiều hơn trên chiến trường miền Đông. Và Kiev đã trở nên mất kiên nhẫn khi Tổng thống Joe Biden mãi vẫn chưa đồng ý để họ sử dụng vũ khí của phương Tây tấn công sâu hơn vào đất Nga. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa chỉ trích mức độ ủng hộ mà Mỹ dành cho Kiev. Ông tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột trước khi lễ nhậm chức diễn ra vào tháng 1 năm sau. Nhưng ông không cho biết sẽ làm như thế nào. Những điều đó khiến một số người dân Ukraine bình thường và các quan chức nước này không quá lo lắng về việc ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng, dù là ông Trump hay bà Kamala Harris, ông Victor Tubinka, 70 tuổi, người từng là thợ mỏ tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraina, nói với Reuters, nếu bà Harris thắng, đó sẽ là sự tiếp tục hành động hỗ trợ giả tạo cho Ukraina, nghĩa là họ sẽ nói mà không làm gì cả. Ông Tubinka nói thêm, nếu ông Trump thắng, ông ấy rất có thể sẽ thúc đẩy chấm dứt chiến sự và ép Ukraina từ bỏ một phần lãnh thổ. Trong cả hai trường hợp, Ukraina đều mất đi thứ gì đó. Tất cả hy vọng của chúng tôi không phải là nhìn vào cuộc bầu cử, mà phải là nghĩ cách tự cung cấp cho mình thông qua các nguồn lực trong nước và các nguồn khác. TASS đưa tin, Văn phòng báo chí hạm đội phương Bắc của Nga ngày vừa qua thông báo tàu khu trục đối đốc Goloko thuộc dự án 22350 của Hải quân Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon đã bắt đầu hải trình đầu tiên tới các vùng biển xa. Trong một thông báo, văn phòng trên xác nhận hôm nay một nhóm tàu của hạm đội phương Bắc đã rời bến tàu Severomosk và bắt đầu chuyến triển khai đường dài. Các đơn vị thuộc nhóm tàu đã lên đường đến Đại Tây Dương qua các khu vực được chỉ định ở biển Barents. Nhóm này bao gồm tàu khu trục đô đốc Goloko được trang bị vũ khí chính xác tầm xa và tàu chở dầu hạng trung Viasma. Đối với tàu khu trục đô đốc Goloko được Hải quân Nga tiếp nhận vào tháng 12 năm 2023, đây là chuyến triển khai đường dài đầu tiên. Trong vài tháng tới, nhóm tàu hải quân Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau trên các đại dương. Mục tiêu chính của việc triển khai đường dài này là đảm bảo sự hiện diện của hải quân Nga tại những khu vực hoạt động quan trọng trên các đại dương, văn phòng báo chí cho biết thêm. Thông báo nêu rõ, trước khi triển khai đường xa, các thủy thủ đoàn của khinh hạm và tàu chở dầu đã trải qua một loạt khóa huấn luyện và kiểm tra đầy đủ của các chuyên gia hàng đầu của hạm đội phương Bắc và đã hoàn thành các mục tiêu ở biển Barents theo khóa huấn luyện chiến đấu trên tàu nổi của Hải quân Nga. Trong suốt thời gian hoạt động của tàu trong lực lượng của hạm đội, tàu khu trục đô đốc Golovko đã được triển khai và huấn luyện ra biển nhiều lần. Khu trục này cũng đã thử nghiệm thành công mọi loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa chính xác tầm xa. Chỉ huy Andrei Slavin của khu trục đô đốc Golovko cho biết, hiện tại thủy thủ đoàn đã sẵn sàng hoàn thành mọi mục tiêu được giao ở mọi khu vực trên đại dương. Đô đốc Golovko là tàu khu trục thứ ba và là tàu khu trục thứ hai được sản xuất hàng loạt theo dự án đóng tàu 22350 của Nga. Các tàu đầu tiên của dự án 22350 là đô đốc hạm đội Liên Xô Voskov và đô đốc hạm đội Kasatonov hiện đang hoạt động trong đội hình tàu tên lửa của hạm đội phương Bắc. Cả ba tàu khu trục này đều được đóng tại nhà máy đóng tàu Severnaya Vef ở Saint Petersburg ở tây bắc nước Nga. Vừa qua, một báo cáo đã cảnh báo công dân EU nên bắt đầu tích trữ lượng hàng hóa đủ dùng trong 3 ngày để sẵn sàng ứng phó với nhiều thảm họa tiềm ẩn. Được cựu Tổng thống Phần Lan sau Leninisto công bố cách đây ít hôm, sáng kiến nói trên là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giúp khối này kiên cường hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng, từ thảm họa thiên nhiên đến xung đột quân sự lớn. Cụ thể, báo cáo khuyến khích các hộ gia đình EU tích trữ hàng hóa tự cung tự cấp cơ bản, có thể dùng trong ít nhất 72 giờ vì lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn trong trường hợp xâm lược vũ trang thông qua các biện pháp thông thường hoặc các hoạt động thù địch khác như tấn công mạng hoặc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học phóng xạ và thậm chí là xung đột hạt nhân. Đầu năm nay, Bruxelles đã giao nhiệm vụ cho cựu Tổng thống Phần Lan đánh giá nhu cầu an ninh của EU sau khi xung đột ở Ukraine gia tăng, đặc biệt là để ứng phó với các hoạt động hỗn hợp ngày càng gia tăng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi trình bày báo cáo rằng một cú nhấp chuột có thể tắt lưới điện và khiến cả thành phố chìm trong bóng tối. Tài liệu này cũng kêu gọi EU tăng cường quốc phòng và chi khoảng 20% ngân sách chung hiện có giá trị khoảng 1.000 tỷ euro, tương đương với 1,08 nghìn tỷ đô la Mỹ trong 7 năm cho an ninh và phòng ngừa khủng hoảng. Ông Ninisto cho biết, các quốc gia thành viên nên tăng cường hợp tác với quốc phòng châu Âu, cùng nhau đầu tư nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách lâu dài trong sự sẵn sàng của quân đội và công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Đồng thời nhắc lại cam kết của EU về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine trong dài hạn. Cựu lãnh đạo Phần Lan cho biết, khối này cũng cần thiết lập một mạng lưới chống phá hoại để chống lại các mối đe dọa thông qua việc chia sẻ thông tin nhiều hơn, đồng thời nêu ra những lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa từ Nga. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng do các nước thứ ba thủ địch, đặc biệt là Nga, ngày càng sử dụng nhiều biện pháp phá hoại, nên đây là lĩnh vực mà an ninh nội bộ và an ninh quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ở một diễn biến khác, liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, Đại tá quân đội Mỹ Lauren Winkerson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jürgen Freedom rằng các nước phương Tây không có kế hoạch B cho Ukraine sau bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, bất kể liệu ông Zelensky có còn nắm quyền sau chuyện này hay không. Ông Lawrence Winkerson nói, tất cả lực lượng vũ trang Ukraine sẽ trốn chạy, vứt vũ khí hoặc tiến tới đầu hàng với cờ trắng hoặc quay lại tìm gia đình. Đại tá Winkerson tin rằng các nước phương Tây và NATO đã tự tạo ra tình thế nguy cấp cho chế độ Kiev ở mặt trận và bây giờ họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra họ không muốn chú ý đến vấn đề này. Theo Sputnik News đưa tin, vừa qua Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk cho biết, nước này đã bắt đầu công tác củng cố an ninh biên giới với Nga như một phần của kế hoạch phòng thủ và gian đe quốc gia là chắn phía đông. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tusk viết, việc xây dựng lá chắn phía đông đã bắt đầu, công trình đầu tiên trên biên giới với Nga. Kế hoạch gian đe lá chắn phía đông đòi khoản đầu tư hơn 2 tỷ euro, tương đương 2,17 tỷ đô la Mỹ để củng cố biên giới phía Đông của Ba Lan với Nga và Belarus. Kế hoạch này dự kiến được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028. Ba Lan cùng với các nước NATO khác đã tăng cường huấn luyện quân sự sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Liên minh này bắt đầu củng cố sườn phía Đông của mình bằng cách gửi thêm tàu, máy bay, trực thăng và quân bộ binh đến khu vực này và đặt họ vào tình trạng báo động cao. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak cho biết trong năm 2024, chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ ở mức 4,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP, một trong những mức cao nhất của các nước châu Âu. Ông Kosiniak Kamis cũng nhấn mạnh rằng vào năm 2025, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên mức 4,7% GDP. Theo quan chức trên, sở dĩ ngân sách quốc phòng của Ba Lan tăng trưởng là do tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Âu. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan khẳng định: Chúng ta buộc phải nhanh chóng mở rộng khả năng tác chiến của mình. An ninh của đất nước đòi hỏi phải có hành động quyết đoán càng sớm càng tốt. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ đã liên tục ra bàn nỗi lo an ninh cho các đồng minh, làm gia tăng sự phụ thuộc của các đồng minh NATO vào Mỹ, khiến nhiều nước châu Âu trước đây có quan điểm tiêu cực về việc tăng chi tiêu quân sự bắt đầu thay đổi thái độ, cạnh tranh để tăng tỷ lệ chi tiêu quân sự. Một số nước NATO ở phía Đông như các nước vùng Baltic và Ba Lan thậm chí còn tăng chi tiêu quân sự nhiều hơn để có được sự bảo vệ lâu dài của Mỹ và nâng cao quyền phát ngôn trong các vấn đề an ninh châu Âu. Ví dụ, ngân sách quốc phòng của Ba Lan đã tăng từ 2,4% GDP năm 2022 lên 3% vào năm 2023 và 3,9% vào năm 2024. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả Mỹ và là nước có tỷ lệ ngân sách quốc phòng lớn nhất ở châu Âu. Tính đến hết năm 2023, đã có 10 nước thành viên NATO đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 2%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, chính phủ Nga đang tìm cách phân bổ lại 7.000 tỷ rúp trong dự thảo ngân sách 3 năm và chi thêm tiền cho quân đội. Dự thảo quyết định phân bổ 13,5 nghìn tỷ rúp cho quân đội vào năm 2025, chiếm 1 phần 3 tổng chi tiêu và 6,3% GDP. Những sửa đổi mới cho thấy, con số này có thể ở mức cao hơn. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng của Nga gấp đôi chi tiêu xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay chính phủ chuẩn bị khoảng 900 điểm sửa đổi cho dự thảo. Ông nhấn mạnh phần quan trọng của những sửa đổi này nhằm mục đích đảm bảo hoạt động quốc phòng và an ninh đất nước, bao gồm việc tiến hành hoạt động quân sự. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cũng đề cập đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện tại, dự thảo đã được Hạ viện Nga thông qua sau lần địa trình đầu tiên. Hồi đầu tháng 10, Nga cũng quyết định dành 145,5 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025. Trong đó, 18,2 tỷ đô la Mỹ được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ đô la Mỹ và 19,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Dự thảo nêu rõ Phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 137,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Đến năm 2027 là 140,7 tỷ đô la Mỹ. Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội cho quân nhân, trợ cấp của chính phủ cho một số công ty công nghiệp quốc phòng, cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với quốc gia khác. Cùng thời điểm Điện Kremlin công bố xác lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tăng thêm 180.000 người, lên 1 triệu 500.000 binh sĩ. Xác lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Đây là lần thứ ba ông Putin lệnh tăng cường quân số, kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Trong xác lệnh đăng trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga ra lệnh tăng quy mô tổng quân số của lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên 2,38 triệu người, trong đó phải có 1,5 triệu quân nhân thường trực. Kể từ năm 2022, ông Putin đã có hai lần ra lệnh tăng quân số thường trực trước đó, một lần tăng 137.000 quân và lần khác tăng 170.000 quân. Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin nói hiện không có lệnh động viên mới nào và lượng quân nhân tăng thêm sẽ tiếp tục dựa vào những tình nguyện viên đăng ký chiến đấu ở Ukraine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có kế hoạch thăm Manta vào tháng 12 để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tới quốc gia thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đại sứ quán Manta tại Nga cho biết quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Manta từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 áp dụng cho tất cả các thành viên, bao gồm cả Liên bang Nga. Nhật báo Vedomosti đưa tin, các phái đoàn OSCE thường xuyên được thông báo về tiến độ chuẩn bị. Lời mời sẽ được gửi đến tất cả các phái đoàn OSCE trong thời gian tới. Hồi tháng 7, khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, máy bay của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng bay từ Moscow trong hơn 12 giờ qua tuyến đường phía Bắc để tránh các quốc gia không thân thiện. Theo TASS, không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra trong suốt hơn 12 giờ bay. Hồi cuối năm ngoái, theo Frank 24, vòng đàm phán hòa bình lần thứ ba với Ukraine diễn ra tại Manta, với sự tham dự của hơn 60 quốc gia nhưng không có Nga và Trung Quốc. Phát biểu tại vòng đàm phán dưới hình thức họp kín, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại nước này. Bên cạnh đó, cuộc đàm phán được cho là sẽ đánh giá khả năng của Ukraine và phương Tây trong việc thu hút sự hỗ trợ liên tục và rộng rãi hơn trong bối cảnh sự quan tâm của thế giới đang chuyển từ Kiev sang cuộc xung đột Israel-Hamas. Tại vòng đàm phán, Ngoại trưởng Manta Ian Bock cho biết Manta sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với những nỗ lực khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Một quan chức Liên minh châu Âu giấu tên chia sẻ, việc tổ chức cuộc đàm phán với sự tham gia ngày càng tăng của các đại diện trên toàn cầu chứng minh rằng việc khôi phục hòa bình là điều quan trọng không chỉ với Ukraine. Đồng chủ tịch Ukraine và Manta ra tuyên bố chung đề cập đến cam kết của các bên tham gia về mục tiêu hòa bình công bằng và lâu dài trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của các nhóm làm việc là tập trung vào an toàn hạt nhân, các vấn đề nhân đạo, an ninh năng lượng và lương thực. Các bên cũng thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu có thể diễn ra trong tương lai nhưng chưa ấn định ngày chính xác. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ cuộc đàm phán ở Manta. Bà nhấn mạnh, sự kiện này không liên quan gì đến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Bà Maria Zakharova nói, rõ ràng những cuộc tập hợp như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì mà chỉ phản tác dụng. Gần đây, Mỹ thông báo sẽ triển khai máy bay ném bom B52, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục hải quân tới Trung Đông. Động thái này nhằm điều chỉnh các lực lượng và khí tài của Mỹ ở khu vực trong bối cảnh nhóm tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln đang chuẩn bị rời Trung Đông. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc triển khai các thiết bị quân sự trên sẽ được thực hiện trong những tháng tới và điều này thể hiện sự linh hoạt trong di chuyển quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder nhấn mạnh nếu Iran và các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này tận dụng thời điểm này để nhắm tới các lực lượng và lợi ích của Mỹ ở khu vực, Mỹ sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ. Mỹ trong vòng một năm qua đã triển khai hai nhóm tấn công tàu sân bay tới Trung Đông do căng thẳng gia tăng kể từ cuộc xung đột giữa Israel và Hamas từ tháng 10 năm ngoái. Lần gần đây nhất, Mỹ điều chỉnh các lực lượng ở khu vực diễn ra sau các cuộc tấn công trả đũa giữa Israel và Iran trong tháng 10 vừa qua Israel hiện vẫn giao tranh với Hamas ở giải Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen. Mỹ đã cam kết sẽ bảo vệ Israel và bảo vệ các lực lượng Mỹ ở Trung Đông trước các cuộc tấn công từ các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Syria, Iraq, Jordani và ngoài khơi Yemen. Iran từng cảnh báo Mỹ không nên tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã đăng trên X. Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí cực lớn cho Israel. Hiện tại, họ cũng đang đặt sinh mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, nhưng tôi xin nói rõ rằng chúng tôi không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cho đến nay, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel. Theo báo cáo về chuyển giao vũ khí quốc tế của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, năm 2023, 69% lượng vũ khí nhập khẩu của Israel đến từ Mỹ. Đức đứng thứ hai cung cấp 30%, tiếp theo là Italia với 0,9%, Anh, Pháp và Tây Ban Nha nằm trong số những nước cung cấp nhỏ khác. Theo báo cáo của SIPRI, vũ khí nhập khẩu từ Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong các hành động quân sự của Israel chống lại Hamas và Hezbollah. Dẫn lời xác nhận của một phát ngôn viên Hải quân Mỹ, tờ Business Insider cho biết, các tàu chiến và máy bay Hải quân Mỹ đồn trú trong và xung quanh Trung Đông đã chi 1,85 tỷ đô la Mỹ tiền đạn dược cho các cuộc giao tranh trong khu vực từ ngày 7 tháng 10 2023 đến ngày 1 tháng 10 2024. Con số này bao gồm đạn dược được sử dụng trong chiến dịch của hải quân nhằm vào lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho nỗ lực nhằm bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng dân quân thân nước này. Hoạt động bảo vệ còn bao gồm hai sự kiện trong năm qua khi các tàu chiến của Mỹ ở phía đông biển Địa Trung Hải đã hỗ trợ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iran bay hướng vào Israel sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, khiến Israel mở ra một kế hoạch quân sự quy mô lớn vào giải Gaza. Lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Lực lượng này cũng đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel để phản đối cuộc xung đột đan khốc ở Gaza của nước này. Kể từ cuối năm ngoái, Lầu Năm Góc đã cử các tàu chiến của Hải quân đến Biển Đỏ và thường xuyên bắn hạ tên lửa, thiết bị bay không người lái của Houthi cũng như thực hiện các cuộc khẩu kích nhằm vào lực lượng này ở Yemen. Số tiền 1,85 tỷ đô la Mỹ được đề cập phía trên bao gồm hàng trăm loại đạn dược được phóng từ các tàu chiến và máy bay của Mỹ, bao gồm tên lửa đánh chặn đất đối không, tên lửa tấn công mặt đất, tên lửa không đối không và bom không đối đất. Một số loại vũ khí này có giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Con số 1,85 tỷ đô la Mỹ không bao gồm các hoạt động của Hải quân sau ngày 1 tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục chiến đấu với Houthi trong những tuần sau đó, bao gồm việc thực hiện các cuộc không kích vào các địa điểm của nhóm vũ trang ở Yemen. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí chi tiêu đạn dược có thể tăng so với 1,85 tỷ đô la Mỹ. Con số này nhấn mạnh đến thiệt hại tài chính ngày càng tăng của các hoạt động của hải quân ở Trung Đông, bao gồm chiến dịch hầu Houthi diễn ra và không có dấu hiệu kết thúc của các hoạt động phòng thủ khác. Chi phí cao đã làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững và lo ngại về kho dự trữ tên lửa đánh chặn. Standard Mysoba, khi một phóng viên hỏi về khả năng thiếu hụt SM3 trong tuần này, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã từ chối thảo luận về mức độ sẵn sàng của kho dự trữ. Thiếu tướng Pat Ryder cho biết tại một cuộc họp báo của tháng 10, tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt việc quản lý năng lực của mình trên toàn thế giới để đảm bảo rằng chúng tôi có những gì chúng tôi cần ở nơi chúng tôi cần để hỗ trợ không chỉ các kế hoạch hoạt động của chúng tôi mà còn cả các cuộc khủng hoảng và tình huống bất chắc. Chúng tôi đã chứng minh điều đó trong nhiều lần trên khắp Trung Đông cho dù đó là hỗ trợ phòng thủ Israel, bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ, hay giải quyết các mối đe dọa trên khắp Trung Đông và những nơi khác. Ông Nêm Qua Xem, người được bầu làm thủ lĩnh mới của Hezbollah, là nhân vật đã gắn bó, công hiến cho lực lượng này trong hơn 30 năm. Phó thủ lĩnh Nêm Qua Xem đảm nhận vị trí mới sau khi Israel tiến hành hàng loạt vụ ám sát các nhân vật cấp cao Hezbollah, khiến lực lượng tại Liban rơi vào tình trạng thiếu hụt người lãnh đạo. Ông Qua Xem, là một trong những nhân vật cuối cùng của nhóm lãnh đạo chính trị và tôn giáo đủ điều kiện để được bầu làm thủ lĩnh Hezbollah. Hezbollah khẳng định việc bổ nhiệm ông Qasem tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của lực lượng này. Hezbollah đồng thời bổ sung rằng lực lượng này sẽ cầu nguyện để Chúa toàn năng chỉ dẫn ông Qasem trong sứ mệnh cao cả là lãnh đạo Hezbollah và cuộc kháng chiến hồi giáo của nhóm. Ông Qasem được gọi là nhân vật số 2 của Hezbollah. Ông là một trong những học giả tôn giáo đã thành lập Hezbollah vào đầu những năm 1980 và có thâm niên tham gia hoạt động chính trị của người hồi giáo dòng Shia. Ông Qasem đã tham gia các cuộc họp dẫn đến sự hình thành Hezbollah để ứng phó với cuộc xâm lược Liban của Israel năm 1982. Ông là điều phối viên chính thức trong các chiến dịch bầu cử quốc hội Liban của Hezbollah kể từ khi lực lượng này lần đầu tiên tham gia tranh cử vào năm 1992. Ông Qasem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 bởi thủ lĩnh Hezbollah khi đó là Abbas Musawi, nhân vật đã tử vong trong cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm sau đó. Ông Qasem vẫn giữ vai trò của mình khi Nasrallah trở thành thủ lĩnh. Ông qua xem từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thống nước ngoài, ngay cả khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm qua. Ông còn nổi tiếng với tác phẩm xuất bản năm 2005 có tiêu đề Hezbollah – The Story from Within, tạm dịch Hezbollah – Câu chuyện từ bên trong. Cuốn sách này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ông Nicolas Blanford tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định với Al Jazeera về lựa chọn thủ lĩnh mới của Hezbollah tôi không nghĩ nó báo hiệu thay đổi, nếu có, ông qua là dấu hiệu của sự tiếp nối. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, ông qua đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời dường như mở ra cánh cửa cho lệnh ngừng bắn với Israel. Tuy nhiên, ông qua không liên kết rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Liban với việc chấm dứt xung đột ở Gaza. Trước đó, ông từng khẳng định rằng Hezbollah ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện tiên quyết để lực lượng này ngừng giao tranh với Israel. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al Jazeera, Thủ tướng Liên bang Najib Mikati cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn hành động tấn công của Israel và bảo vệ người dân, hy vọng sẽ sớm thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Thủ tướng Mikati cũng cho hay ông vừa có cuộc điện đàm với điều phối viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ về cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh năng lượng Amos Hochstein. Người đang trên đường đến Israel, ông Hochstein nói rằng có thể đạt được kết quả tích cực trước ngày mùng 5 tháng 11, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống. Ông Mikati cho hay, nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phao cứu sinh của chúng tôi vì nó sẽ mang lại sự ổn định lâu dài ở miền Nam Liban. Do đó, cần thực hiện đầy đủ nghị quyết này chúng tôi yêu cầu quân đội phải kiểm soát các quận phía nam Liban ngay sau khi lực lượng Israel rút quân. Trong diễn biến liên quan, tân thủ lĩnh tối cao của Hezbollah ở Liban, ông Naim Qasem cho biết, lực lượng này sẽ chấp nhận lệnh ngừng giao tranh với Israel kèm theo những điều kiện mà lực lượng này cho là phù hợp và chấp nhận được. Song ông Qasem nói chưa có thỏa thuận khả thi nào được đưa ra. Trong khi đó, Mỹ đã thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn nhằm khôi phục cả hai bên biên giới Liban Israel hơn một năm sau khi Hezbollah tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel gần như hàng ngày. Đài truyền hình Can của Israel dẫn tài liệu được cho là dự thảo do Mỹ đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah về việc thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Hezbollah duy trì sự hiện diện ở phía nam sông Litani. Theo các tài liệu sau Can công bố, đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong thời gian đó quân đội Liban sẽ triển khai dọc biên giới và tịch thu vũ khí của Hezbollah ở miền nam Liban. Vào cuối thời hạn 60 ngày, Israel và Liban sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Mỹ về việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 và giải quyết các tranh chấp biên giới. Cơ chế giám sát và thực thi quốc tế IMEM mới sẽ được thành lập, với Mỹ làm chủ tịch và có sự tham gia của Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liên bang, UNIFIL và các nước trong khu vực. Đài Can đưa tin bản dự thảo giữa Mỹ và Israel khẳng định quyền tự vệ của tên Abib và cho biết Washington sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn và đảm bảo Liên bang thực hiện các cam kết. Trong khi đó, tại cuộc họp của các quan chức cấp cao Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì hồi cuối tháng 10, đã cho thấy sự nhất trí rộng rãi rằng Tel Aviv đã phần lớn đạt được các mục tiêu của mình ở Liban và hiện nên tìm cách chuyển điều đó thành một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Các lực lượng vũ trang Ai Cập đã phủ nhận hoàn toàn những tuyên bố gần đây lan truyền trên mạng xã hội và các tài khoản đáng ngờ cũng như mọi tin đồ đồn ủng hộ Israel trong các hoạt động quân sự của Tel Aviv. Trong một tuyên bố, người phát ngôn chính thức của các lực lượng vũ trang Ai Cập, Đại tá Garib Abdel Hafes cho biết quân đội nước này hoàn toàn không có bất kỳ hình thức hợp tác nào với Israel. Quân đội Ai Cập kêu gọi công dân cần xác minh tính chính xác của mọi thông tin được chia sẻ và tái khẳng định rằng các lực lượng vũ trang là lá chắn và thanh kiếm của quốc gia, cũng như cam kết bảo vệ tài nguyên và sự bình yên của người dân. Một nguồn tin cấp cao Ai Cập đã phủ nhận những tuyên bố gần đây lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc cảng Alexandria tiếp nhận tàu MV Catherine của Đức được cho là chở hàng tiếp tế quân sự cho Israel nguồn tin trên nhấn mạnh rằng những tuyên bố sai sự thật này là mưu toan của các thành phần chống Ai Cập và các kênh tuyên truyền nhằm làm hoen ố vai trò lâu đời và lịch sử của Ai Cập trong việc ủng hộ sự nghiệp và người dân Palestine. Đồng thời lưu ý rằng những tuyên bố đó là vô căn cứ và đang lan truyền trên một số phương tiện truyền thông thiên vị. Một số nhóm đã đồn thổi trên mạng rằng một con tàu treo cờ Đức có tên MV Catherine chở vật liệu nổ dành cho công ty quân sự lớn nhất của Israel, Elbit System đã cập cảng Alexandria của Ai Cập trong tuần này sau khi bị một số quốc gia đã từ chối, bao gồm Malta. Theo hãng tin Reuters, trước đó ngày 30 tháng 10, các luật sư nhân quyền đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án ở Berlin để chặn lô hàng thuốc nổ quân sự nặng 150 tấn, được cho là do tàu MV Catherine vận chuyển tới nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Israel. Công ty Lubeka Marine có trụ sở tại Đức, chủ sở hữu tàu MV Catherine cho biết con tàu chưa bao giờ được lên lịch ghé cảng nào ở Israel và gần đây đã dỡ hàng với lịch trình ban đầu là đến cảng 3 Montenegro. Tuy nhiên, địa điểm dỡ hàng không được tiết lộ. Công ty từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa vì lý do hợp đồng. Tuy nhiên, Lubica Marine tuyên bố rằng họ tuân thủ đầy đủ mọi quy định quốc tế và của Liên minh châu Âu, EU. Liên quan căng thẳng tại Trung Đông, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin Iran nhấn mạnh quyền tự vệ chính đáng trước cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào một số mục tiêu nhất định ở nước này. Trong một lưu ý gửi tới các quốc gia thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc tại Geneva, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tuyên bố rằng, nước này sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, khẳng định rằng việc kiềm chế duy trì hòa bình khu vực chỉ dẫn đến tính toán sai lầm và khuyến khích Israel Iran cho biết, nước này có quyền tự vệ chính đáng trước cuộc tấn công gần đây của Israel để ngăn chặn Tel Aviv tiếp tục vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iran và vi phạm luật pháp quốc tế. Iran kêu gọi các thành viên của hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva và cộng đồng quốc tế thực hiện các bước nghiêm túc và hiệu quả để buộc Israel phải chấm dứt tội ác bằng cách lên án các cuộc tấn công của Israel. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức, Annalena Baerbock đã công bố quyết định đóng cửa ba lãnh sự quán của Iran tại các thành phố Frankfurt, Hamburg và Munich. Sau khi Tehran thi hành án tử hình đối với công dân Đức gốc Iran, Jamshid Samad. Hiện Iran chỉ còn lại đại sứ quán tại Berlin. Iran đã triệu đại biện lâm thời của Đức tại Tehran để phản đối quyết định trên. Theo thông báo của cơ quan tư pháp Iran, Samad đã bị tử hình vào ngày 28 tháng 10 với tội danh khủng bố do liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ hồi giáo ở thành phố Shiraz năm 2008, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương cũng như lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khác tại Iran. Các nhà chức trách cũng cáo buộc Samad tiết lộ thông tin mật về các địa điểm tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong một chương trình truyền hình vào năm 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, EU, về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell cho rằng việc tử hình một công dân châu Âu gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Iran và EU. Bộ Ngoại giao Đức đã triệu đại biện lâm thời của Iran vào ngày 29 tháng 10 để phản đối quyết định của Iran. Đại sứ Đức tại Iran, Markus Pozel cũng đã gửi thông điệp phản đối tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Arachi trước khi được triệu hồi về Berlin để tham vấn. Là công dân mang hai quốc tịch Iran và Đức, nhưng ông Samad cư trú ở Mỹ từ năm 2003 và lãnh đạo một nhóm người Iran lưu vong nhằm lật đổ các giáo sĩ cầm quyền ở quốc gia Hồi giáo, cũng như khôi phục chế độ quân chủ được Washington hậu thuẫn trước cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông Samad đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, vào năm 2020. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cáo buộc chính phủ Iran dùng cái chết làm vũ khí và cảnh báo việc xử tử ông Samad sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho Tehran. Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Arakchi khẳng định ông Samad đã nhận tội và hộ chiếu Đức không mang lại quyền miễn trừ cho bất kỳ ai chưa nói đến tội phạm khủng bố loạt động thái trên cho thấy quan hệ đức iran đang xuống cấp nghiêm trọng